Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Xe Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em về lọc dầu hộp số tự động, lọc dầu hộp số tự động của dòng xe Mitsubishi Chiton và dòng xe Passport. Thì cái này là số tự động, các bạn nhé, dùng phiên bản thì Chiton có hai phiên bản, và phiên bản số tự động và số sàn. Thì cái này dùng có số tự động. Thì cái này khi mà dầu hộp số của chúng ta nó sẽ có cái dầu nhớt trong hộp số, thì trong một thời gian chạy một thời gian trên đường thì cái lọc này sẽ lọc sạch những cái bụi bẩn ở trong cái dầu nhớt hộp số, và nó để nó tăng cái tuổi thọ độ bền cho cái hộp số của chúng ta, cái hộp số của dòng xe Mitsubishi Chiton. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường một thời gian bị hỏng mất cái lọc dầu nhớt hộp số tự động này, điều đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng của tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.